mới đây tại hà nội bộ trưởng bộ công thương việt nam đã có cuộc điện đàm với bộ trưởng kinh tế đối ngoại và hợp tác phát triển hà lan để trao đổi và thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương giữa hai bên tại cuộc điện đàm bộ trưởng trần tuấn anh đã cảm ơn sự ủng hộ xuyên suốt của chính phủ hà lan trong suốt quá trình đàm phán thông qua hiệp định evfta evipa và hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ giữa việt nam và hà lan trong nhiều lĩnh vực thương mại năng lượng tái tạo sản xuất giảm phát thải trong ngành công thương xúc tiến thương mại bộ trưởng khẳng định hà lan là đối tác thương mại quan trọng của việt nam và đề xuất trong thời gian tới hai bên sẽ có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm thực thi hiệu quả hiệp định evfta Bộ trưởng Kinh tế Đối ngoại và Hợp tác Phát triển Hà Lan khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Hà Lan, đồng thời bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về thành tiệu chống dịch COVID-19 mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian vừa qua và ghi nhận những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện chương trình phát triển bền vững EVFTA thông qua phê chuẩn một số công ước ILO, cải thiện môi trường lao động và hỗ trợ người lao động. Bộ trưởng cũng khẳng định Hà Lan sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ kỹ thuật cũng như tiếp tục thúc đẩy các hợp tác sẵn có với Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, sản xuất giảm phát thải, hướng đến phát triển bền vững, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tại buổi hội đàm hai bộ trưởng đồng ý ủng hộ ý tưởng phối hợp với liên đoàn công nghiệp và hiệp hội giới chủ hà lan tổ chức tọa đàm trực tuyến evfta evipa thúc đẩy đầu tư và thương mại song phương việt nam hà lan và mong muốn trong thời gian tới đây hai bên sẽ xây dựng được kế hoạch hành động với các hoạt động cụ thể để đưa hợp tác song phương phát triển sâu rộng hơn nữa